Lỗi là pha này lỗi quá rồi. Pha này lỗi này lại này. Ngỡ là trái tim cô cà reo sẽ thôi buồn đâu. Nhưng thật cay đắng khi biết là yes, waiting for you. Thank you.
luôn luôn. Đúng là nghệ sĩ 2K rất trẻ, rất khỏe. Và một lần nữa một tràng pháo tay của tất cả quý vị, đặc biệt các bạn Gen Z, chúc mừng.